Đài Bắc Trung Hoa thì Xavier thì cũng đang tới hỗ trợ người bạn của mình. Ây à, có đụng độ này, vậy là sớm hơn so với những gì mà chúng ta dự đoán. Đây rồi. Rồi, hãy cùng xem. Bên phía đội hình của Hàn Quốc thấy mình chỉ có hai người, chạy luôn. UA đang muốn tạo đột biến với khẩu shotgun tầm gần, người cầm shotgun đối phương đang tới. Ui trời ơi, mặc dù là TPP nhưng phản ứng của UA lại là hơi chậm. Người đầu tiên đã phải nằm xuống là UA từ Hàn Quốc. Xavier đang cố gắng cuốn máu lại. Và với những góc nhìn TPP thì hoàn toàn là bạn có thể nghiêng người để biết được phía bên kia bức tường có cái gì. Nhưng cuộc va chạm này cũng nhanh chóng kết thúc khi mà đội tuyển Hàn Quốc quyết định là rời đi. Chắc phía bên kia thì Pick FM chắc chắn là không nhu cầu dừng lại rồi. Bắt anh ấy drive by với một khẩu shotgun thì thôi, thà chạy thẳng còn hơn. Nhưng Black Walk lại đang muốn dí theo. Đúng là cậy có hội có khác. Đồng đội sau lưng bước lên rất tự tin. Và đây chúng ta khả năng cao sẽ có tình huống drive by. Ôi, drive by bằng chảo là gì đây? Lao vào, nào ông Thôi ở đâu đây? Cố gắng bỏ chạy đến thành viên bên phía đội hình của Đài Bắc Trung Hoa. Tay cầm chảo bên, không dám ném, ném trượt cái là mất luôn. Bây giờ bắt nhảy xuống nhặt lại cái chảo. Thật sự mà nói Bách Trung rồi vẫn rất nhiều máu như là Xavier cố gắng về với đội. Leo cũng tình huống xây với M249. Xeo Hai đã là người gục rồi, tạm rất bình tĩnh với nhìn đạn M249 đó. Xeo Hai bên phía Trung Quốc đã phải nằm xuống. Vẫn là Đài Bắc Trung Hoa thôi, là 2 kill rồi, rất chủ động giao tranh. Trong khi đó đội hình bên phía team Trung Quốc thì họ đang có vẻ như là muốn khoe skin là nhiều chứ đang thực sự là không muốn bắn nhau. Nào, Pick FF phải bơi ra sông rồi, nhưng đó là một viên đạn rất chuẩn xác đến từ anh chàng Smoby, rất xa vẫn có thể trúng được. Mà thôi rồi, Trung Quốc mất thêm một người nữa, đó là Pick FF, chả ai cứu anh chàng này cả. Xa ra đi quá luôn. Bây giờ cứ tiếp cái đường ra biển đấy thì đi thôi, sẽ sớm nằm thôi. Forever của bên phía đội hình Trung Quốc đang cố gắng sử dụng cổ ốp để gánh đội. Leo còn rất nhiều đạn, còn khoảng mình nhìn nhanh thấy khoảng 150 viên. 150 viên đến từ Leo, sẽ là bắn tiếp thôi. Một vụ cướp, đây là một vụ cướp từ các bạn. Ui cái gì đây? Ôi dồi ôi, 3 đội tuyển, 4 đội tuyển luôn. Nào, đây sẽ là một tình huống hỗn chiến. Ở đây thì đó là Jacob bắt đi được Leo, nhưng Jacob thì cũng đã phải nằm lại rồi. Đối phương tông xe chết, và thậm chí là đội hình bên phía team Korea họ cũng đang bắt vào những người bị động ảo. Đây là một tình huống hỗn chiến, đây gọi là thực sự là đẫm máu tại một cây cầu này. UMP còn có luôn cả cho mình, đó là một cái đường laser, đường lăng ngắm laser trông rất thề hước, không bao giờ thấy này trong những giải đấu chuyên nghiệp. Lao luôn, ui mấy ông chọi xe. Hàn Quốc mất thêm người, nhưng cũng liên tiếp dành cho bên phía đội Đài Bắc Trung Hoa. Groza phun phụ kiện sấy êm quá nhưng bắn lại toàn trượt. Ui anh Vinzy ơi, anh có chung về nhà chảo, cái Getty không trộn thế. Forever nước vào là Xavier, Sport đi nằm xuống. Bên phía đội Đài Bắc Trung Hoa đang bị sâu xé, và trong khoảng thời gian trống này tôi chắc chắn là mấy ông Việt Nam đang chui ở trong bộ. Tái thì bắt đầu có thêm những cái điểm confirm rồi, đó là Equelogia, thậm chí là 591 còn cán luôn cả Ibabi. Mình bên phía team Hàn Quốc thì cũng chỉ còn lại đâu đó khoảng 5 người ở đây rồi. POTM thì lại nết chết đi vị trí của Himat. Ông rất hỗn loạn. Ông chọn người nào khác không? Đấy là người mạnh nhất trong đội nhà mình đấy bro. What you doing? Đi gục rồi. Đó là Crazy 112 đến từ Trung Quốc. Trời ơi, nước Mỹ thì cũng đã ra đi khi mà quả nết chuẩn của Lisa. Tôi cũng không rõ là bên Việt Nam nó xảy ra chuyện gì nhưng mà sao lại thế à POTM. Crazy 112 knock out solo G, từ thế mà chúng ta đang trốn được giao tranh, giờ mất người từ lừa rồi. Vậy là chúng ta đã vào vò và đụng độ với Trung Quốc. Huống này thì Hàn Quốc chỉ còn lại đó là 591 mà thôi. Hết rồi. Chắc chắn sẽ bị Thái Lan quay. Solo G Đức Mỹ đã bị knock confirm. Trong khi đó Rip 113 thì lại bắt được hai người của đội hình Trung Quốc, đó là Lisa và Lao Yu. Đây rồi, anh Rip đã bắt đầu lên tiếng. Tin Vi cũng đã gục. Ôi và thôi rồi, đó là Việt Nam loại ở top thứ 5. Những cái điểm kill dành cho đội tuyển Trung Quốc. Thì sao là những streamer đến từ Trung Quốc. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là chúng ta không liên quan đến cuộc chiến này từ đầu mà sao chúng ta lại nằm xuống đầu tiên. Rõ ràng đến khó hiểu với các đại diện Việt Nam. Giờ anh quay trở lại tình huống này đi. Chỉ được một khẩu P18C thôi, bắn rất tầm tay đến từ những anh chàng Đài Bắc Trung Hoa. Chín knock qua được một người của Thái Lan rồi. Trung Quốc là đội tuyển hưởng lợi nhiều nhất. Thậm chí là cái Harude chúng ta còn hiện không đủ được số lượng người còn sống đấy từ bên phía Trung Quốc. Nó là vượt quá 4 nha các bạn. Top 3 giờ này Bắc Trung Hoa và chắc chắn top 1 sẽ là của người Trung Quốc thôi. Equelogia cố gắng cuốn máu và chúng ta đã có được cái kết quả tại map thi đấu đầu tiên. Thực sự là một ván thi đấu mà đến giờ tôi vẫn không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta không được sau xem giao tranh của Việt Nam và Trung Quốc mà chúng ta chỉ xem giao tranh của 3 đội tuyển còn lại thôi. 15 phút khoe nhà khoe xe, 4 phút... không được xem Việt Nam giao tranh.
số khoảng thời gian mà chúng ta được nhìn đại diện Việt Nam bắn nhau chắc nó chỉ đếm khoảng 10 giây. Chắc và thế. Sau đó chúng ta nhận về được một cái top 5 gọi là rất là bất ngờ. Cái góc nhìn ở đây thì tôi cũng chỉ biết là Việt Nam tự ném nét nhau thôi. Đây rồi. Đây rồi. Sát thương vòng bò đã đủ để dứt điểm Ecclesia và top 1 dành cho bên phía Trung Quốc với 9 điểm ạ gộp. Và một trận đấu có thể nói là rất rất lạ. Nó cũng không bắp gì lắm. Khi mà các đội tuyển chuyển từ gọi là phim chuyển từ MV các rapper thế